Bắt khẩn cấp thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Ngày 19 tháng 2, nguồn tin của báo Giao thông cho biết, tối ngày 18 tháng 2, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Theo nguồn tin, ông Ca bị bắt để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi ông Ca có hành vi nhận tiền chạy án. Tối muộn ngày 18 tháng 2, nhiều xe ô tô cùng đại diện cơ quan công an, viện kiểm sát đã tiến hành khám xét nhà riêng của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Việc khám xét được thực hiện đồng thời tại hai nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca tại xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên và ngôi biệt thự ở khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, phường Đàng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đến khoảng gần 1 giờ ngày 19 tháng 2, lực lượng chức năng mới rời khỏi nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca ở khu đô thị ngã năm sân bay Cát Bi, phường Đằng Lâm, quận Hải An và bê nhiều thùng được cho là tài liệu. Ông Đỗ Hữu Ca sinh ngày 23 tháng 11 năm 1958, quê xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học an ninh, đại học ngoại thương, đại học báo chí, đại học luật. Ông Ca vào ngành công an từ năm 1975 khi vào học trường Công an Hải Phòng, sau đó học tại trường Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Ông Ca từng nhiều năm công tác tại Công an thành phố Hải Phòng, trải qua các chức vụ phó rồi trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hải Phòng. Từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 6 năm 2010, ông là đại tá, phó giám đốc Công an thành phố, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng. Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2013, ông là ủy viên ban thường vụ thành ủy, ủy viên ủy ban nhân dân thành phố, bí thư đảng ủy, giám đốc công an thành phố Hải Phòng, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố khóa 14. Trước khi nghỉ hưu năm 2019, ông ca là thiếu tướng, bí thư đảng ủy, giám đốc công an thành phố, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14.